Đây là cái dáng môi của mình sau khi mà thực hiện tiêm filler để tạo hình nâng hai cái đỉnh môi lên nè. Thì cứ tầm khoảng cách 8 tháng là mình sẽ tiêm dặm một lần để cho cái môi của mình nó không có còn bị ngang nữa. Tại vì cái form môi của mình nó không có rõ nét, nó bị ngang một đường như thế này nè. Để mà nó ra được một cái dáng môi hình M, dáng môi trái tim á, thì mình phải tiêm để nâng hai cái phần đỉnh môi lên. Thì hôm nay mình đã tự tiêm và mình chia sẻ video này cho mọi người biết là cái cảm giác á, khi mà mình tiêm filler á, nó hoàn toàn nó rất là bình thường, nó không có đau như mọi người nghĩ đâu. Tại vì nếu mà mọi người tiêm sống thì nó sẽ đau phải không? Nhưng mà mình sẽ ủ tê trước, mình ủ tê cái bề mặt da môi nè, đến khi mình cảm thấy nó rân rang, nó tê rồi là mình tiến hành là mình tiêm tiền. Thì cây kim mà mình sẽ đưa vào nó sẽ không có hết kim mà nó tầm khoảng nửa kim thôi, nhưng mà vừa tiêm vừa kéo, đưa một lượng filler để từ cái phần tim nè, nâng cái phần đỉnh, nó đẩy cái phần đỉnh môi lên. Thì sau khi mà mình tiêm xong rồi thì cái lượng filler mình tiêm vào là tầm 0.3cc, thì mình đã có được một cái dáng môi nó gợn, nó rõ nét hơn rất là nhiều nha. Nếu mà bạn nào đang gặp cái tình trạng là cái môi nó ngang bằng, nó không có rõ nét giống như mình á, thì có thực hiện tiêm filler nha.